Thưa quý vị, thời gian gần đây trên nhiều trang mạng xã hội bất ngờ rộ lên những cuộc giao dịch hoa lan, những buổi tiệc quy mô lớn để quảng bá cho những giao dịch thành công của giới buôn hoa. Thị trường lan va đang nóng trở lại, giá của mặt hàng này cũng đang tăng chóng mặt theo ngày. Vậy đây là nhu cầu thật của giới chơi hoa hay chỉ là những chiêu trò nhằm thoát hàng tồn của những con buôn? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình An ninh với cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên thời điểm các năm 2021 và 2022 khi cơn bão Lan Va đang trong thời kỳ đỉnh điểm. Những cái tên cực kỳ mỹ miều đã được các chủ hoa đặt cho từng cây và giá tiền cho từng cm của mỗi loại có thể dao động từ vài trăm triệu đồng cho đến hàng chục tỷ đồng. Cơn bão nhanh chóng qua đi, người thắng thì một bước lên thiên đàng, người thua thì một bước xuống địa ngục. Phải nói rằng nó đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho xã hội. Trước chỉ cần lúc mà mua một cái như này, cái này nó rơi tầm độ 7 tỷ. Mình mua cái 4 tỷ bán ra nó chỉ có đến tí thôi. Lúc bắt đầu càng lên đặt một cái mắt ngủ của thằng ấy lấy của Xuân Bình Phước thì lúc đấy mình đặt mình mua có 800 mắt. 800 triệu mắt thì lúc nó lên được cái thì Tùng Dương nó về nó bảo để em 2 tỷ rưỡi, bán 2 tỷ rưỡi xong thì rồi mà lấy một cái nhà 6 tỷ 8. Sáu tỷ tám thằng cháu nó cũng chết. Cháu đấy mình hòm cố thằng chết. Các vườn lan có quy mô và giá trị đầu tư lớn trước kia nay bỏ hoang cho cây mọc kín. Các chậu hoa còn lại trong vườn thì cũng bị vứt ngổn ngang cả trên sàn lẫn dưới đất. Những cây có giá trị hàng tỷ đồng trước kia thì nay cũng phải chịu chung số phận. Cũng như những giỏ hoa lan, cuộc sống của những người ôm mộng làm giàu từ loại cây này cũng như chính những cọng lan khô còn sót lại trên giàn. Thế là vừa rồi là tổng âm mất 40 tỷ à? Âm đấy trên đàn này mất xong thì còn nợ ngân hàng thôi, nợ mấy ngân hàng. Nợ ngân hàng mất 9 tỷ. Giả lại đến cuối năm 2022 tháng 7 không trúng rồi. Đành bán xe bán đất. Giả đấy cái hết ngân hàng. Không nợ vì lãi suất nó lên cao không trúng. Đúng rồi. Từ bây giờ lên 1.1.2. Bán đất bán toàn bán lỗ. Đất nó lỗ quá rồi, giữ không giữ, đành chấp nhận dùng ra. Không có gì thu, dòm hết. Bây giờ tiền không có nhưng mà được cái lại nợ cái này. Cuộc đời nó thế. Tưởng chừng Lan Va đã về với giá trị thực của nó, thì nay cơn sốt đang có dấu hiệu quay trở lại. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh, video quảng cáo các giao dịch Lan Va, thậm chí những buổi đại tiệc cũng được mở ra để quảng bá về những giao dịch thành công liên quan đến mặt hàng này. Để xác minh tính thực hư liên quan đến mặt hàng này, chúng tôi đã tìm đến các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình, nơi đang quảng cáo những cuộc giao dịch lan va tiền tỷ. Có mặt tại một vườn lan có tiếng tại tỉnh Phú Thọ, phóng viên cũng đã được tiết lộ những cái tên giống lạ như Kinh Bắc, Long Khánh, Pleiku là những mã mới và tiềm năng sẽ lên cao. Đợt này hàng nào đang hot nhiều anh? Cứ Kinh Bắc, Long Khánh và sợ. Mỗi Long Khánh chuyển mấy hàng đấy. Chuyển này lấy còn cánh nhái 1m08 rồi. 1m08. Không biết là thực hay hư, nhưng với cái tên gọi mới của những cây lan này, nó đang được giới buôn quảng bá rầm rộ cùng những buổi tiệc xa hoa và những hình ảnh truyền thông mạnh mẽ trên các trang cá nhân. Cũng bởi vì thế mà giá của nó cũng đang được đẩy lên theo từng ngày. Kinh Bắc bây giờ giao dịch được bao nhiêu tiền một xe? 560 triệu. Long Khánh thì đắt hơn nhiều, 30 triệu. 30 triệu. Alo ạ. Alo ạ, anh ơi em hỏi chút, nhà mình có còn ít kia Kinh Bắc mới lại Long Khánh không anh? Không, Long Khánh mà Kinh Bắc em cũng còn thôi, chỉ có cái kia 15 phân Kinh Bắc để nhập theo. Kinh Bắc thì bây giờ hôm nay là giá như thế nào rồi anh? Tùy theo kia đấy. Đấy, cái kia của nhà anh ấy, bây giờ đang là bao phân, bao sen và... Đấy, 8 triệu một xe, cây rất đẹp. 6-8 triệu một xe à?
Vâng. Ki nhà anh khoảng bao nhiêu sen đấy anh? 15 sen đấy ạ. 15 sen ạ. Thế là hôm nay là giá có vẻ lên sau hôm qua anh nhỉ? Nó lên. Ồ, tại tại hôm qua như là hôm qua là 50 nhỉ? Vâng, 50 hơn 50 chứ. Alo. Alo ạ. Ừ. Chị ơi em hỏi tí nha, mình có còn ki Kinh Bắc mới lại ki Long Khánh nào bán không chị? Chị còn ki Kinh Bắc này. Kinh Bắc nhà chị là bao nhiêu sen ạ? 6 sen. 6 sen ạ, 6 sen bây giờ mình đang để giá như nào chị? 486 triệu. 486 triệu à? Thế thế là tính ra là bao tiền một sen anh nhỉ? Biết là 6, 8, 4, 8, 60. 60 triệu à? 80. À 80 triệu. Ừ. Lên 100 rồi em ạ. Lên nhanh thế hả chị? Ừ. Việc kinh doanh và buôn bán lan là một hoạt động nhằm phát triển kinh tế. Tuy nhiên nếu những giá trị thực của các loại hoa này bị thổi lên sẽ là những tác nhân rất xấu cho phát triển kinh tế và an ninh chính trị tại nhiều địa phương. Trước cái tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như mạng xã hội trong những ngày gần đây có đưa những thông tin là tình hình lan đột biến sẽ sốt trở lại. Trước tình hình đó thì về phía Ủy ban dân huyện Thanh Thủy, chúng tôi đã giao cho công an huyện nắm bắt tình hình tại các xã thị trấn trên địa bàn. Với Thanh Thủy hiện nay thì có 35 vườn lan nằm ở thuộc các xã thị trấn. Và đồng thời là nếu có những cái tình trạng tạo cái sốt ảo sẽ báo cáo kịp thời với ban dân huyện để có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Thực ra thì lan cũng là một cái hàng hóa, một cái thú chơi tao nhã của người Việt. Tuy nhiên là rút kinh nghiệm những cái thời gian trước đây nó bị thổi giá và tạo nên rất nhiều những cái hệ lụy trong xã hội và nhiều gia đình cũng đã chịu cái ảnh hưởng hết sức là nặng nề. Thì về phía góc độ để đảm bảo an toàn cho người dân thì chúng tôi cũng khuyến cáo là người dân phải cảnh giác với các cái chiêu trò, đặc biệt là những cái giá cả mà bất thường, có thể là các cái đối tượng họ tự bố trí để đưa giá lan lên cao, và sau đó nếu người dân mà tin tưởng không cảnh giác thì có thể là một ngày gần nhất thì sẽ chịu cái hậu quả, và như thế rất khó khắc phục. Mà chúng ta đã có rất nhiều những cái bài học để lại từ những cái đợt sốt lan trong giai đoạn trước đây. Đối với địa phương chúng tôi cũng là chỉ đạo tất cả các cán bộ chiến sĩ công an cũng như là các khu dân cư tuyên truyền cho người dân nắm bắt được cái giá trị của cây lan đó, cũng nắm bắt được. Hai nữa là mình không kinh doanh trong cái lĩnh vực đấy, cái giá trị nó không thể là đích thực được những cái việc khác. Thế nên là người dân cũng nắm bắt được và cũng có những cái mà gọi là không giao dịch trong cái việc đấy. Thưa quý vị, chơi hoa lan là một trong những thú chơi tao nhã của người Việt. Nhưng việc thổi giá kích cầu tạo sốt ảo, biến mặt hàng này thành siêu hàng hóa để thu lời bất chính thì là hành vi hết sức nguy hại. Cơn bão lan va thời điểm hơn một năm qua đã gây ra biết bao hệ lụy cho xã hội. Thì nay khi dấu hiệu thổi giá lan đang tái diễn, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xử lý để tránh những hậu quả đáng tiếc. Còn người dân cần hết sức tỉnh táo trước những biến động của thị trường này. Đừng để mình trở thành con mồi cho các đối tượng xấu, đừng để thú chơi tao nhã lại trở thành thảm họa.